Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Có người cho rằng sau khi qua đời, thần thức thông minh hơn 9 lần lúc còn sống. Điều này có đúng không? Mời quý đạo hữu cùng nghe lão pháp sư Tịnh Không trả lời phỏng vấn. Nghe nói sau khi chúng sanh qua đời, thần thức thông minh gấp 9 lần so với trước đó. Điều này chưa chắc. Thông minh hơn rất nhiều, không nhất định như vậy. Điều này hoàn toàn xem thiện căn phước đức nhân duyên của bản thân họ. Mỗi người không giống nhau. Thí dụ người nhà ở một nơi rất xa, qua đời ở nước ngoài, vậy thì người trong nước làm thế nào cũng dùng phương pháp này à? Đúng vậy, vì ở không gian của họ không có khoảng cách. Khoảng cách thời gian và không gian không có. Người sau khi qua đời thì thần thức, đúng vậy, không sai, đã đột phá không gian 3 chiều. Vậy thì người sau khi qua đời rồi, nếu một khi họ hiểu ra thì họ sẽ bắt đầu học Phật, đúng không ạ? Đúng, nhất định phải hiểu mới được. Nhưng rất không dễ dàng hiểu ra. Bạn phải biết phân biệt chấp trước của quỷ thần nghiêm trọng hơn chúng ta. Họ đều chính mình nhìn thấy thân thể của họ hư hoại, thần thức của họ xuất ra, họ vẫn muốn đi tìm một thân thể khác. Lại tìm cha mẹ để đầu thai, họ vẫn đi tìm cái thân thể. Sự việc này bạn xem tiến sĩ Quayle ở nước Mỹ. Ông viết ra 4 quyển sách, hoàn toàn từ trong thôi miên, để cho một người nói ra đời quá khứ của anh ta, một đời, hai đời, ba đời, thì bạn sẽ hiểu ra việc. Nên sự phân biệt chấp trước này rất nghiêm trọng. Trong gia đình chúng ta làm rất nhiều việc thiện, làm rất nhiều việc tốt, có lợi ích rất lớn đối với người đã mất. Đúng vậy, tăng thêm phước báo cho họ. Thí dụ chúng ta làm được việc tốt, họ có phước báo. Khởi nguồn nguyên nhân việc này là vì họ. Đúng vậy, bạn vì họ mới làm, họ được nhờ. Nếu như không có họ thì bạn sẽ không làm. Trên kinh Địa Tạng nói rất rõ ràng, Bà La Môn Nữ chẳng phải là độ mẹ cô hay sao? Nếu mẹ cô không đọa địa ngục, tạo ác đọa địa ngục, thì cô sẽ không tu hành, sẽ không niệm Phật nghiêm túc như vậy. Vì cô muốn cứu mẹ cô bị đọa địa ngục, cô muốn cứu mẹ nên ra sức thật làm. Khi thật làm thì một ngày một đêm cô đã có thể đạt được niệm Phật tam muội rồi. Công phu này thật không đơn giản. Đạt được niệm Phật tam muội thì mức độ thấp nhất là địa vị A-la-hán. Vậy thì mẹ cô được lợi ích lớn rồi. Nên cô có cái năng lực này. Địa ngục hiện tiền, cô đi vào trong địa ngục. Bạn thấy quỷ dương nhìn thấy cô liền gọi là Bồ Tát, hỏi cô có việc gì mà đến nơi này. Nơi này chỉ có 2 loại người có thể đến, một là Bồ Tát, hai là người chịu tội. Ngoài 2 loại người này thì đều không thấy địa ngục. Nên cô liền hỏi về mẹ cô. Quỷ dương hỏi mẹ cô là ai, cô trả lời là Duyệt Đế Lợi. Quỷ dương nói mẹ cô đã sanh lên trời 3 ngày trước đây rồi. Nghe nói con gái hiếu thuận của bà niệm Giác Hoa Định Tử tại Dương Như Lai, nên bà sanh thiên rồi. Nếu cô không vì việc này thì bản thân cô sẽ không dụng công như vậy. Có sức mạnh lớn như vậy, đúng vậy. Nên thành tựu của chính bạn lớn thế nào thì người mất được lợi ích lớn như thế đó. Không phải vì bản thân bỏ ra bao nhiêu tiền cúng vào nhà chùa, không liên quan đến việc đó. Việc đó không có tác dụng gì. Bạn xem còn có cô Quang Mục, cô cũng cầu phước cho mẹ, nhưng công lực của cô kém hơn rất nhiều so với Bà La Môn Nữ. Nên mẹ cô cũng thoát khỏi địa ngục, lại đến đầu thai tại nhân gian, biến thành đứa bé trong nhà cô. Như vậy xem ra một gia đình có 1 hoặc 2 người học Phật làm việc thiện là đại phước báo rồi, đúng vậy. Đối với cha mẹ thực sự là đại phước báo, đối với cả gia đình đều có phước báo. Chúng ta nói rộng hơn, một dân tộc hoặc một quốc gia, người làm việc thiện, từ thiện hoặc là người học Phật càng nhiều, vậy thì quốc gia này quốc thái dân an, tổ tiên của dân tộc này càng được tốt à? Đúng vậy, không sai. Hơn nữa hiện tiền đích thực là quốc thái dân an, thật sự là tiêu tai miễn nạn. Phật pháp ở nước ta là hưng dược nhất trong thời gian rất dài. Nếu dân số nước ta nhiều như vậy, số người làm việc thiện, người học Phật tăng thêm thì ảnh hưởng đối với thế giới rất lớn. Đúng vậy, vô cùng lớn.